Em quay video của anh ở thể máy cho mình anh nhá. Mặt trước của máy đấy ạ. Mặt trước của máy thì không bị va đập hay cần mót gì ạ. Đây, mặt trước khá là đẹp ạ. Ở góc này thì máy có vết xước nhẹ một chút thôi. Đây, nói chung là máy đã qua sử dụng thì máy sẽ không tránh khỏi được cái vết xước nhỏ này anh nhá. Đây, các góc cạnh của máy ạ. Quay các góc cho mình, các cạnh cho mình ạ. Đây, các góc cạnh thì cũng không bị va đập hay cần mót chỗ nào ạ. Mặt sau của máy ạ, mặt sau cũng khá là đẹp ạ. Đấy, pin máy khá là cao, 93% ạ. Đấy, tổng thể máy khá là đẹp anh nhá. Em test các chức năng cơ bản máy cho mình ạ. Em test cam cho mình ạ. Mic thu lại được đấy ạ. Mic và cam ok hết rồi anh nhé. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình đấy ạ, là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Phím nào mà không hiện thì trên bàn phím mình nó không có ạ. Những phím này và các cái phím số này thì mình sẽ không có. Phím số thì mình có thể dùng các cái phím ở trên đầu hàng thứ hai này. Đấy, các phím của mình bàn phím ok hết rồi. Em test chuột với cả top pad cho mình. Đây. Chuột trái đi ạ, chuột phải ạ. Đấy ạ, bàn phím với chuột ok hết rồi anh nhá. Em test loa ạ. Lo máy ra to và rõ anh nhé. Lo không có vấn đề gì, cũng không bị rè đó. Máy mình mua là bản là 256GB thì hiện tại em đang để cho mình là một ổ ạ. Em coi cái ID của máy cho mình. ID của máy hôm qua cũng có chụp cho mình rồi đấy, ID của máy đấy ạ. Đây bàn phím bên trong ạ. Đấy, khá là đẹp. Đấy, màn hình ạ. Máy mình có thể xoay gặp 360 độ như vậy. Đấy, anh nhiều máy luôn nhé.